Rồi, hello, tôi xin chào các bạn đến với kênh WTO của Trung ha. Thì bữa nay Trung sẽ tiếp tục giao lưu những cái mai còn lại của Trung cho anh em mình mới tập chơi. Là nói giờ mai giảo thủ đức 9 tới 12 cánh. Thì cây trước mặt của bạn là có mã số là E26. Trung sẽ giao lưu với anh em với giá là 300 ngàn một cây, chưa có tiền ship bằng. Những cây này thì tiền ship rất rẻ bằng, tại nó thấp á. Thì tiền ship không bao nhiêu tiền đâu. Thì một cây thì thường thường Trung ship cỡ 70 ngàn, hai cây chắc cũng cỡ 70 ngàn thôi. Hoặc là 80 là cao, mà là bao toàn quốc các bạn. Thì ở đây là cây này hoành được 13 năm bạn ha. 13 năm chiều cao thì cỡ 2 tấc thôi, chung khỏi đo. Ở cây này thì bữa hổm nó chưa có ra đọt bạn, này bạn thấy nè. Nó ra đọt nè. Này bạn, nó ra đọt rất sung ha. Đúng không? Ra đọt đen thui tốt ha. Thì cây này về anh em mình chăm sóc lên, anh em mình sẽ đây nó ra nhiều nhánh đó. Anh em chung sẽ dựng nhánh này lên. Đó, dựng nhánh lên là làm đọt ha. Cái này mình sẽ cho nó, anh em mà muốn cho nó làm cành bay thì anh em bay. Còn cái này làm đỉnh. Đó, bạn đã ra cái đọt thứ hai bạn. Cái này thì khoảng 10 bữa 20 bữa nữa là nó sẽ rất nhiều đọt qua. Nhà Trung thì thắp gà mổ và thấy ra đọt non quá trời rồi. Nó sẽ bung rất lẹ luôn. Cây này thì Trung cũng bỏ phân bữa hôm nay chia sẻ các bạn rồi đó, thì nay nó bung đấy. Có nhiều cây mà Trung bỏ nó rất bung rất mạnh. Thì cây này trong một trong số đó ha. Thì về các bạn chỉ bỏ phân bốn rễ vô thôi. Rồi cây này là cây E26 ha, Trung sẽ giao anh em là giá 300 ngàn một cây ha. Đó thì cành tàn thì các bạn thấy nè. Đó nó đang ra cái đọt thứ nhất ha. Thứ nhất đứng ra cái đọt thứ hai. Thì này mình chăm sóc là nói chung những cái nhỏ này thì anh em mình mới tập chơi mình chăm sóc và Tết mình dán bông chơi được bình thường hết bạn. Ok rồi ha. Rồi cây này là cây đầu tiên của Trung là E26 ha. Rồi tới cây E27 bạn. Đó E27 ha. Đó thì đây bạn thấy Trung mới bỏ phân nó bung đọt ha. Đó, bung đọt rất tốt ha. Và cây E27. E27 thì một cây nói chung là nhỏ xinh xinh thôi. Nhìn cũng rất ok ha, có cái lỗ trên đây tí xíu nè. Đó thì cái này thì nó sẽ kéo, khi mà cái bo này nó ghép nó kéo mạnh lên là nó sẽ liền. Cái lâu trước của Trung thì những cái bo này bự ghép bự, còn bo này là bo ghép nhỏ ha. Anh em còn uống được ha. Thì nói cho, còn cái kia là người ta đã định hình sẵn rồi, là ta đã chơi Tết nhiều năm rồi. Còn cái này thì anh em mình uống theo ý của anh em mình được. Cái này thì hoành nó được 13 năm bạn, 13 năm. Chiều cao nó vào khoảng 32 ha. Đó, nói chung những cây nhỏ vậy thôi mà nó đang ra cơ đọt nè, bạn thấy đang ra ha. Đó, khi nó bung một cái cơ đọt này nữa là bạn thấy cây nó sẽ hoành tráng lên, nó sẽ bự cái cây liền chứ không có cần phải sợ phải hù nó nhỏ cây ha. Tàn cành mà thấy không, nó nhỏ thôi chứ tàn cành chi nè các bạn, tàn cành chi nè đều ha. Đó, cái này ngọn lên, nói chung tàn cành chi đều thì mình gì mình chăm sóc theo ý mình chơi thôi. Đang bung đọt rất mạnh ha. Còn những cái dấu này là gà mổ ha, nhà Trung là gà rất nhiều nó mổ đây. Còn này là trái nắng thôi. Đó thì nó sẽ bung cái đọt thứ hai là đang bung đang nhú nè ha, sẽ bung ra rất mạnh thôi. Anh em mình cứ chăm sóc từ cho nó bung. Rồi cây này là cây E27 ha. Rồi bạn thấy cây E28 ạ. Rồi cây E28 ha. E28 thì gốc nó rất bự bạn, như có là cái lỗi sơ chỗ này thì này cũng không sao bạn. Nè, mình chăm sóc ok ha. Trên đây thì hoàn toàn không lỗi ha. Đó, cái cành vàng cũng đang ra đọt rất ngon luôn. Đó, bạn thấy ra đọt nữa ha. Ra đọt non ok nè. Đây nè, đây bạn. Nè, đang ra đọt mạnh rất mạnh ha. Đây, thấy không? Rồi, cây này là cây E28 ha. Cũng là giá 300 hết các bạn. Tổng bộ 300 hết ha. Cây này thì hoành nó 15 bạn. Quần 15 chiều cao của em nó thì được 22. Nói chung giờ cành tàn thì tròn ok ha. Để nó nhỏ như được có vỏ ha. Lá thì bạn thấy dạo tôi đứt lá rất bự ha. Lá ok, lá bự thì bá hết. Thì mình chăm sóc cứ giờ tới cuối Tết mình chơi được. Nhà trong đây có gà chứ nếu không gà những lá này bự ra nó nhìn thấy mơ cũng mơ lắm. Rồi, tại lá này gà muốt hết ha. Rồi cây này E28 ạ. Rồi tới cái E29 ạ. E29 ha. E29 ha. Mình nhìn cũng ok ha. Đọt non cũng đang ra này. Mà gà cũng mẫu tay tôi. Bạn thấy này nè, nó cây may mạnh mình là nó sẽ ra như luôn như cái đọt như vậy. Bạn thấy cái mà cài cành chưa có lật cái đọt ha. Chưa lật mà nó ra hết ha. Ra theo nách hết rồi. Thì mày tại mình vừa chăm sóc là ok thôi. Cây này là E29 ạ. Cái hoành của em nó thì được 13 năm bạn. 13 năm ha. Cây này thì có chỉ có cái lỗ sơ đi này, nói chung là không quan trọng, có thể mình nói là không có lỗi được bạn, cũng dẫn được ha. Nó không có sao hết. Rồi chiều cao của em nó thì được 27 bạn. Cái này thì mình bỏ phân vô nó là nó sẽ sung bạn, tại cái này nói chung là trung gà nó mổ chứ không mổ là nó sẽ sung lá nó dữ lắm, tại vì gà mổ hết thì nhìn nó te tu cái mai. Nhìn cái mai thấy nó te tu luôn ha. Rồi cái này là 29 bạn. Rồi tới cái E30 ha. Đây cái E30 đây.
cái gốc dưới đây này bạn thấy xù ha. Đó, nó nhỏ nhỏ thôi, dạng xù bình thường ha. Nó dạng xù ok. Còn đây có mấy chó mình là nó ăn cứ phá chứ không làm ăn được hết. Đó cái bo ghép này, con ghép còn rất nhỏ mà mình dìm trồng chơi ok ha. Rồi chúng sẽ đo thông số cái này luôn. Cái này thì hoành nó được 13 năm mặt, cũng 13 năm ha. Nói chung hoành bằng bằng nhau không? Chiều cao của em là được 40. Cây này cành tàn thì tròn ha. Đây ha. Nó còn nhỏ mình còn uống được bạn. Uống chơi được ha, tại nó không còn người ta mới ghép thôi. Trên đây hoàn toàn không lỗi ha. Đó, góc thì sụp, nói chung cái góc thì nhìn cũng tương đối ok bạn. Dưới đây thì còn bộ đế với nhiều lắm, tôi không môi lên tại cái này họ mới trồng. Mình họ mới trồng họ ghép này chắc cỡ từ năm thôi. Ở đây dưới đế dưới nè. Ở đây còn rất nhiều nữa. Mà chung cũng không môi lên ha. Rồi tới cây E30 ha bạn, 34 ha. Rồi tới cái E31 ạ. E31 ha, nó có cái lỗ sơ dưới đây thôi. Giờ đều cũng không sao, cái này chung chưa có đánh lên chạy trà rồng lên, hơi xanh xíu. Những cái góc cũng nhìn nó cũng rất đẹp bạn, bạn nhìn góc nè. Ở góc thì dưới nè. Nhìn cái góc rất là ok ha. Ở trên đây thì hoàn toàn cũng không có lỗi ha. Rồi, cái cành tàn thì tròn mà. Cái này cành tàn tròn ha. Chi thì đang ra rất non này. Em bạn thấy ra lá non ha. Năm mai chúng sẽ đem hết vàng mai này ra đằng sau để đây gà nó mẫu quá. Cây này hoành này mới được 10 lấy năm bạn. Còn chiều cao của em nó thì được 30 ha. Đây, dàn tàn của em đó ha. Ha. Dàn tàn tròn chi đều ha. Rồi, cây này là cây E31 ha. Rồi tới cái E32 bạn. E32 nhìn góc cũng đẹp ha, góc ok ha. Thấy góc chắc lượng ha. Cho nên nó có cái lỗ trên đây nha bạn. Cái nào có lỗ chúng sẽ nói lỗ ha. Ở trên đây thì ok ha. Ở trên đây cũng có cái lỗ nhỏ, mình đang kéo là đang kéo rất đỏ rồi. Mình chia thời gian là sẽ kéo ít lên, cho nó không sao hết. Cái này thì hoành nó được 10 cũng 10 đến 5 bạn. Chiều cao của em nó được 42 ha. Rồi cái này là cái E32 ha bạn. Đây. Dân cành tàn họ đã uống công sẵn rồi, mình về mình chỉ chơi thôi, bà, uống công sẵn rồi, chi điều ha, mình về chỉ chơi thôi. Cành này thì mình để dân bay, còn cái này mình để dân lên. Đột non thì bạn thấy cũng đang ra ha, đó mình cứ bỏ phân vô là nó ra đọt thôi, các bạn đừng có nóng, đừng gấp ha. Từ từ ra nó ra, phải từ từ nó mới đẹp chứ ra sao á, nó sẽ dương cành nó sẽ xấu bạn, sẽ xấu cây mai lắm. Vậy mình trồng sao mà để cho cái mai nó chỉ ra như vậy đó bạn, nó ra vậy nè ha, nó ra nói chung là lá nó đều vậy bạn, nó đều vậy ha, khích nhau thôi chứ đừng có nó dương quá. Này chung bỏ phân ha, bạn thấy nó như này ha, đọt luôn bung mạnh ha. Nếu nó đang buông mà này vậy mà bạn bằng bón phân một phát nữa là nó sẽ dược lên, dược đọt liền nó sẽ xấu cây mai. Rồi cây này cây E32 bạn. Rồi tới cái E33 ha. Rồi, E33 thì đây cái gốc thì nhìn cũng rất lạ luôn, có cái lỗ trên đây tí xíu thôi mà cũng không có sao ha. Gốc này cái gốc nhìn rất lạ ha. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn. Cây này cái hoành nó thì được 10 thôi bạn. Còn chiều cao em nó thì được 37 ha. Rồi, đây là dàn tàn của em ha. Cũng đang ra đột non đây. Đó các bạn thấy chung cứ bỏ phân vô là nó sẽ bung đột non vậy nè. Thì các bạn cứ chờ chăm sóc mai cũng đơn giản như chung thôi ha. Mình không cần phải hối thúc gấp nó quá. Nó sẽ làm cho cái mai nó bị ngộ độc phân này hơi khổ các bạn. Rồi cây này cây E33 ha bạn ha. Rồi tới cái E34. E34 thì một cái dáng hình bay đây, bạn thấy nè, cái lỗ ha. Nó có cái lỗ trên đây ha. Hai lỗ này sơ thì nói chung không sao, trên đầu thì không có lỗ bạn. Trên đầu thì không lỗ ha. Cành tàn thì rất tròn ok luôn. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn. Cây này thì hoành được 13 bạn. Chiều cao của em nó thì được 38 ha. Rồi đây cũng là đang bung đột non nè bạn, thấy không? Bạn thấy chúng bỏ cây vô là nó sẽ bung ha. Nó sẽ bung đột non nè, cứ bỏ phân như là chứ bung thôi. Anh em mình cứ từ từ chăm sóc thôi. Các bạn thấy bung không? Nó bung đầu non quá trời. Thì mới bỏ đây cái cỡ chừng 7 ngày thôi. Thì mà nó bung bây giờ các bạn cứ để bạn bỏ chừng 15 ngày nó sẽ nhìn cái mai mình nó khác liền, nó xanh cái lá nó khác liền ha. Rồi cái này là cây E34 ha. Rồi tới cây cuối cùng là E35 ha bạn. Rồi cây cuối cùng là E35 ha. Đó E35 thì có cái lỗ đây thôi. Cho nên nói chung cũng hoàn toàn ok, cũng phải chấp nhận được bạn. Nhìn cái gốc thì rất bự ha, mình chơi thì cũng như bằng bự nè, nó mình chơi cũng ok nè. Cành tàn thì tròn ha, cũng là đọt non cũng đang bung luôn. Cái này thì hoành được 14 ạ. Rồi chiều cao của em nó thì được 30 54 ha. Chiều cao cũng cao dữ ta.
cao tới 54 mà. Đây, thấy rất cao ha. Đó cái này để còn uống ý mình được mà. Đang là đồng non nè. Thấy không? Bạn kia đợi cái đầu ra một phát mộng nữa là cái cây này nhìn nó sẽ khác liền. Đây, đồng non ra quá trời ha. Bạn thấy nó nhú quá trời ha. Được chưa? Nó ra cái đầu thứ hai nữa là nhìn thấy cây mang mai nó khác liền. Rồi cây này là cái cuối cùng ha, là cái 35 ha. Rồi chúng sẽ bỏ chúng quay lại từ cây cho bạn xem. Mình 300 thì mình phải quay lại sơ bạn ha. Rồi đầu tiên là cây E26 ha bạn ha, E26 ha. Rồi tới cây E27 ha. Rồi tới cây E28 ha. Còn mấy cái lâu kia chúng ta sắp sửa lên. Cây E29 mà. E29 ha. Rồi tới cây E30 ha. Đây. Rồi tới cây E31 bạn. Các bạn thấy đồng non cây nào đồng non đang ra ha. Rồi tới cây E32. Đây, đi thăng lượng ha. Rồi cây E33. Đây ha. Rồi cây E34 ha. Đó, rồi thì cây cuối cùng là cây E35. Rồi Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui ha. Trung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.